Đón cơ hội từ sân bay, cây cầu và cao tốc nghìn tỷ. Việc đồng loạt hoàn thành, đưa vào khai thác 4 dự án giao thông trọng điểm trong những ngày cuối cùng của năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng mùng 2 tháng 12 vừa qua, hai chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Điện Biên và Vietjet Air từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên với loại tàu bay A321 đã lần lượt đáp xuống sân bay Điện Biên, đánh dấu hoạt động trở lại của sân bay này sau một thời gian nâng cấp, mở rộng. Với vai trò là sân bay duy nhất của 6 tỉnh biên giới Tây Bắc, sau khi sân bay Điện Biên hoàn thành, tỉnh Điện Biên và cả khu vực Tây Bắc sẽ có điều kiện mở rộng kết nối bằng đường hàng không với các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mekong, mở rộng theo định hướng hợp tác phát triển của chính phủ và các nước ASEAN đã thống nhất. Một dự án khác ở khu vực phía Bắc cũng sẽ được khánh thành, đưa vào khai thác vào ngày 24 tháng 12 là cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang có chiều dài toàn tuyến 40,2 km, tổng mức đầu tư 3.753 tỷ đồng với 4 làn xe, vận tốc 120 km/h. Tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Giang, Tuyên Quang đến Hà Nội mà còn gia tăng liên kết vùng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn, việc khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông. Ông chia sẻ, giờ đây, thời gian về Hà Nội chỉ mất 1,5 giờ. Đây là niềm mong mỏi của chính quyền và nhân dân Tuyên Quang nhiều năm nay. Tỉnh kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ đến với Tuyên Quang và Phú Thọ ngày một nhiều hơn. Một dự án cao tốc khác ở phía Nam, Mỹ Thuận - Cần Thơ là mảnh ghép của cao tốc Bắc Nam với chiều dài gần 23 km, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, cũng sẽ được khánh thành vào 24 tháng 12. Cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành đưa vào khai thác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài việc giúp giảm áp lực của cầu Mỹ Thuận hiện hữu và giao thông trên quốc lộ 1A, hai dự án còn rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh về Vĩnh Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, từ đó góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của vùng. Mỗi dịp Tết, trên cầu Mỹ Thuận hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ và sau Tết là hướng ngược lại, người dân đã quá quen với cảnh ùn tắc. Thế nhưng giờ đây, hình ảnh đấy có lẽ sẽ không còn khi có cầu Mỹ Thuận 2. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập dự án đến thiết kế thi công. Với dự án cầu Mỹ Thuận 2, những nhà thầu Việt Nam đã khẳng định làm chủ công nghệ thi công cầu dây văng là tiền đề để tiếp tục khẳng định trên những dự án khác như Rạch Miễu 2 và cầu Đại Ngãi.